Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi Dần chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận về cơ bản, tháng 9 năm 2021 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi dần trên phương diện sự nghiệp, tuy nhiên vấn đề tình cảm và sức khỏe lại cần nhận được sự quan tâm đúng mực hơn. Cụ thể, trong công việc, có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh luôn cảm thấy nhiệt tình, hăng hái dù bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Vì thế mà đa phần sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi, việc học hành, thi cử cũng đạt được bước tiến nhất định. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dần âm lịch, điều cần phải chú ý là bạn hãy sửa cái tính nóng vội, cả thèm chóng chán của mình nếu muốn thấy được kết quả cuối cùng. Một khi bắt tay vào làm việc gì thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng rồi lại bắt người khác dọn dẹp hậu quả. Trên phương diện làm ăn, bạn tập trung vào công việc của mình thì ắt nhận được mức lương, mức thưởng xứng đáng. Mọi việc đều có bước tiến nhất định khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn, đồng thời cảm nhận được lựa chọn trước đó của mình là chính xác phương diện tình cảm thì không được thuận lợi như thế. Có lẽ bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà bỏ quên việc quan tâm đến những người luôn đợi mình ở nhà. Bạn cần phải hiểu rõ điều người thân mong muốn nhất ở mình là gì. Bạn không nên cố gắng hết sức để kiếm tiền, để thăng chức tăng lương mà lại thờ ơ, thiếu chăm sóc người thân của mình. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dần âm lịch về sự nghiệp dưới sự trợ giúp của tam hợp sự nghiệp của người tuổi dần có những bước tiến nhất định bản mệnh tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp nhiều nhiệm vụ mà bạn được phân công sẽ gặt hái được thành tích tốt kể cả với người đã đi làm hay người vẫn đang theo đuổi con đường học hành thi cử quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được thành công một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ định hướng cho bạn Tuy nhiên, con giáp này cần phải nhận thức được rằng mình cũng có những điểm yếu cần phải sửa đổi, ví dụ như tính cách nông nổi, cả thèm chóng chán của mình. Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nếu có thể thì hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình. Các tinh hữu bật dường như cũng góp phần mang đến may mắn cho bản mệnh. Bạn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong tháng này. Khi ấy, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nhiều hơn nếu làm được như vậy, bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dần âm lịch về tài lộc. Gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tài lộc của người tuổi dần cũng sẽ có những bước tiến nhất định trong tháng 9 năm 2021 này. Nhờ có bản tính quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền lãi lời lớn hơn những người đi sau. Có tam hợp trợ giúp, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có chung một đích đến nên việc hợp tác cũng trở nên trôi chảy hơn, giúp cả hai đều đạt được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Bản mệnh thậm chí là con giáp kiếm tiền thuận lợi từ giờ đến cuối năm. Các tinh trường sinh cho thấy bạn càng tập trung bao nhiêu thì thành quả đạt được sẽ càng đáng mừng bấy nhiêu quan trọng là bạn cần phải giữ được sự điềm tĩnh chớ hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ hình tượng bạn xây dựng càng điềm tĩnh chắc chắn bao nhiêu thì số lượng những người tin tưởng và quyết định xây dựng quan hệ với bạn càng nhiều bấy nhiêu tuy nhiên tháng này tài lộc của tuổi dần không chỉ thu vào mà còn cần phải chi ra tình hình sức khỏe đi xuống là nguyên nhân khiến bạn phải tốn kém tiền bạc để chạy chữa vì vậy, cách tiết kiệm tốt nhất chính là quan tâm đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức hay suy nghĩ quá nhiều, khiến cơ thể mau chóng mệt mỏi. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dần âm lịch về tình duyên. Rất tiếc là người tuổi dần sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề trong tình cảm vào tháng 9 âm lịch này. Dưới tác động của ngũ hành sinh khắc, vợ chồng bạn thường xuyên xung đột, bất đồng ý kiến hoặc quá lạnh nhạt với nhau, ai cũng chỉ biết việc của người ấy dường như bạn đang quá mức tập trung cho công việc của mình mà quên mất việc quan tâm đến gia đình của mình. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của bạn có thể khiến người ấy hiểu lầm hoặc tổn thương, từ đó vợ chồng này sinh nghi kỵ hoặc tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba xuất hiện. Bạn nên thử suy nghĩ xem điều mà người thân mong muốn nhất ở mình là gì. Là tiền bạc, địa vị hay sự quan tâm, chăm sóc nếu bạn chỉ làm những điều mình cho là đúng mà không quan tâm đến suy nghĩ cảm nhận của mọi người xung quanh thì dù có cố gắng đến mấy mọi công lao của bạn cũng là uổng phí mà thôi nguyệt lệnh trường sinh cũng khiến cho người độc thân trở nên thờ ơ với chuyện mở rộng quan hệ tìm kiếm một nửa kia phù hợp với mình bạn muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người nào đó khác Chính vì vậy mà dù được người khác quan tâm, tìm hiểu, con giáp không thích yêu này cũng thường tỏ ra khá thờ ơ hoặc tìm cách từ chối khéo. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi dần âm lịch về sức khỏe. Tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể trong tháng 9 năm 2021 âm lịch. Có thể bạn đang quá tập trung cho công việc nên quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điểm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi bắt tay vào công việc, bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thiên Nguyệt cũng đem tới nhiều gánh nặng cho sức khỏe tinh thần của bạn. Con giáp này không nên quá tham công tiếc việc, việc gì cũng vơ vào người khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, khi thấy việc gì quá sức của mình thì có thể nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng với người khác. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dần. 1. Canh dần, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, hăng hái, nhiệt tình trong công việc nhưng thường cả thèm chóng chán, bỏ giờ giữa chừng. Quý nhân, ngọ, tuất. Tiểu nhân, thân, tỵ màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. 2. Nhâm dần, thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, quan hệ xã giao thuận lợi, có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Quý nhân, thân, mão. Tiểu nhân, tị, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. 3. Giáp dần, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, không quan tâm đến gia đình của mình. Quý nhân, thìn, ngọ. Tiểu nhân, thân, hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. 4. Bính dần, thuộc mệnh hòa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, người độc thân nên mở lòng mình, cho người khác cơ hội làm thân. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, tị, dậu màu sắc may mắn đen xanh da trời năm mậu dần thuộc mệnh thổ nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết sức khỏe có dấu hiệu suy giảm làm việc gì cũng cần cẩn thận quý nhân mão ngọ tiểu nhân dần tỵ màu sắc may mắn trắng xanh lam cảm ơn các bạn đã theo dõi video